Lên đèn hết đây. Ngày 26 tháng 11, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa phát hiện 30 người dương tính với chất ma túy tại quán karaoke trên địa bàn thị xã Cai Lậy. Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 50 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thị xã Cai Lậy kiểm tra hộ kinh doanh karaoke Năm Râu ở xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy, phát hiện có khoảng 30 người đang hát tại các phòng của quán karaoke. Qua test nhanh chất ma túy, cảnh sát phát hiện có 30 trên 33 người dương tính với chất ma túy, trong đó có 7 nữ tại các phòng của quán karaoke. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ tại phòng các dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy. Quá trình làm việc ban đầu, những người nêu trên đều thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Khai nhận trước khi lực lượng công an kiểm tra có sử dụng chất ma túy ở các phòng hát của quán karaoke. Hiện công an đang tiếp tục lập hồ sơ xử lý những người trên sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng và một nhân viên phục vụ của quán karaoke. Đồng thời cũng có hồ sơ xử lý hành vi cá nhân khác có trách nhiệm quản lý cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh karaoke để xảy ra hoạt động sử dụng trái phép chất ma túy trong khu vực do mình quản lý và hành vi kinh doanh dịch vụ karaoke ngoài khoảng thời gian từ 8 giờ đến 24 giờ mỗi ngày để đề xuất xử lý theo đúng quy định của pháp luật.